Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm trong bài giảng hôm nay. Hệ xin dẫn các em tin học lớp 6, bài số 6, sức kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ quay bài giảng hôm nay. Giờ bài số 6 mà sao mạng không tin toàn cầu nha. Sau bài này em sẽ trình bày sơ lược được khái niệm World Wide Web, website, địa chỉ của website và trình duyệt. Xem và lưu được các thông tin chính trên trang web cho chứ. Khai thác được thông tin của một số trang web không dùng như là tra từ điển, xem tin thời tiết và tình hình sự. Đúng. Mình có thể xem video âm nhạc trên mạng internet cũng được. Khi chỉ cần internet, em sẽ bước vào một thế giới thông tin vô cùng rộng lớn. Các hao trang thông tin trên internet sẽ đưa em đến những câu chuyện hấp dẫn, đến những bản nhạc du dương, từ những hình đẹp đây, hình ảnh đẹp đến những kho tri thức quý giá. Các trang thông tin được nối với nhau tạo thành một mạng giống như là mạng nhện khổng lồ bao trùm lên cả thế giới. Nó được gọi là World Wide Web, hay gọi là mạng thông tin toàn cầu. Đối với người sử dụng thì mạng thông tin toàn cầu là một dịch vụ trên internet. Giờ một nhỏ mình sẽ học tổ chức thông tin trên internet. Tìm hiểu cách tổ chức thông tin, mình sẽ thảo luận với bạn hai câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất là thông tin trong cuốn sách được tổ chức như thế nào, và câu số 2 là em đã xem thông tin trên internet chưa, và trên internet có những dạng thông tin gì. Mình thấy là trong một cuốn sách thì thông tin được sắp xếp theo từng tự, đúng không? Ví dụ như là cuốn sách tin học 6 thì mình thấy là có các chủ đề, trong mỗi chủ đề lại có một số bài học, và bài học thì sẽ có các phần, trong từng phần lại có nội dung cụ thể, đúng không? Còn câu số 2 là em đã xem thông tin trên internet chưa, thì mình đã xem rồi, đúng không? Trên internet có nhiều dạng thông tin khác nhau, là như vậy là văn bản này, hình ảnh này, âm thanh này, video này, và các liên kết chọn đến vị trí khác trong trang hay các website khác, đúng không? Giờ như mình trả lời xong câu hỏi, mình trả lời câu hỏi nha. Giờ như vậy câu hỏi số 1 mình trả lời là trong một cuốn sách thì thông tin được sắp xếp từng tự. Ví dụ là sách tin học 6 thì có các chủ đề, trong mỗi chủ đề sẽ có một số bài học, mỗi bài học sẽ có các phần, và trong từng phần sẽ có trình bày nội dung cụ thể. Giờ câu số 2 hình trả lời là trên internet có nhiều thông tin khác nhau, như là văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, và các liên kết chọn đến vị trí khác trong trang hay là trang web khác, hoặc là có thể xem các trang site khác cũng được, đúng không? Giờ tiếp theo, như vậy là kho thông tin khổng lồ trên internet được tạo nên từ nhiều trang web. Trang siêu văn bản gọi là hypertext là trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau, như là văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, và các liên kết chọn đến vị trí khác trong trang hoặc là các trang web khác. Mỗi trang web là một trang siêu văn bản được gắn cho một địa chỉ truy cập trên internet. Mỗi website làm tập hợp các trang web liên quan và được truy cập không qua một địa chỉ. Mỗi website do một người hoặc là một tổ chức quản lý. Trang chủ còn gọi là homepage của website là trang được mở ra đầu tiên khi mình truy cập website đó. Địa chỉ của trang chủ chính là địa chỉ của website luôn. Và hệ thống các website trên net tạo thành một mạng, chính là mạng thông tin toàn cầu. Giờ hình 3.1 chính là hình minh họa một website. Thì trong website thì mình thấy là có nhiều trang web dạng siêu văn bản, đúng không? Thì những trang web này sẽ có liên kết với nhau tạo bởi các liên kết. Mỗi cái này liên kết, khi mình bấm vào liên kết thì nó sẽ nhảy sang trang khác, đúng không? Đó. Thì sẽ tạo nhiều siêu liên kết với nhau. Và từ trang chủ mình sẽ có thể đi qua các trang khác, và từ trang khác mình có thể bấm vào liên kết để mình sang các trang khác, hoặc có thể mình hãy quay về trang chủ cũng được, đúng không? Giờ tiếp theo là ví dụ như là mình sẽ có trang khiếu niên .vn là địa chỉ của website báo khiếu niên tiền phong, hoặc là mình có trang wikipedia.org chính là địa chỉ trang chủ của website bách khoa toàn thư mở tiếng Việt. Tiếp theo mình sẽ có trang wikipedia.org /wiki/internet là địa chỉ của trang web về internet của website Bách Khoa Toàn Thư mở tiếng Việt nha.
Như vậy ở đây mình sẽ có một cái trang web rất là hay, chính là trang web Sai Bách Khoa Toàn Thư mở tiếng Việt. Thì ở Bách Khoa Toàn Thư mình thấy là nó sẽ có rất nhiều cái để cho mình xem. Mình muốn biết những gì mà mình chưa biết, mình có thể vào trang web này để mình tìm kiếm thông tin nhé. Như vậy là thông tin trên Internet được tạo ra từ nhiều trang web kết nối với nhau bởi các liên kết. Mỗi trang web sẽ có địa chỉ truy cập riêng. Website là tập hợp các trang web liên quan được truy cập không qua một địa chỉ. Địa chỉ của trang chủ gọi là địa chỉ của website luôn. Và World Wide Web là mạng thông tin toàn cầu liên kết các website trên Internet. Giờ tiếp theo mình sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi số 1, em hãy chọn phương án đúng. Trang siêu nhân bản là gì? Mình sẽ có đáp án ABC, mình sẽ chọn đáp án đúng. Đáp án ngay là trang nhân bản không thường, không chứa liên kết. Đáp án B là trang nhân bản đặc biệt, tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và có chứa liên kết. Và câu C là trang nhân bản đặc biệt, tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau, không chứa liên kết. Như vậy mình thấy là trang siêu nhân bản chính là về một dạng nhân bản đặc biệt, đúng không? Tích hợp nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, ví dụ như là nhân bản hình ảnh anh thanh này kia, và sẽ có chứa các liên kết nha. Như vậy là câu 1 mình sẽ chọn đáp án B. Giờ tiếp theo là em hãy nêu địa chỉ một số website có nội dung phục vụ học viên học tập. Như vậy mình sẽ có một số website phục vụ việc học tập như là wikipedia.org hoặc là hành trang số.nhasuatbanhaoduoc.vn. Mình có thể vào YouTube để mình xem những bài giảng về toán, lý, hóa, trang sử liệu, hoặc là mình vào room.us để mình cài ứng dụng Room để học qua mạng nha. Giờ hãy sẽ trả lời câu hỏi số 1 và số 2. Như câu số 1 mình sẽ chọn đáp án B. Và đây là một số trang website phục vụ việc học tập, các em có thể vào để xem thử nhé. Chính là wikipedia.org. Bộ đây là trang web Bách Khoa Toàn Thư tiếng Việt. Qua hành trang số YouTube và room.us. Giờ tiếp theo mình sẽ học về trình duyệt. Người sử dụng muốn truy cập các website thì cần sử dụng một trình phần mềm sử dụng được gọi là trình duyệt web, web browser. Một số trình duyệt được dùng phổ biến mình thấy là có Firefox này, Google Chrome này, Safari, Cốc và Microsoft Edge. Các trình duyệt có chức năng chính và các sử dụng tương tự nhau. Người sử dụng có thể cài đặt và sử dụng nhiều trình duyệt trên một máy tính cũng được. Để truy cập một trang web thì ta có thể nhập địa chỉ của trang đó vào hành địa chỉ của trình duyệt. Trang web có chứa các liên kết chỉ dẫn tới các trang web khác. Nhé chuột vào liên kết để chuyển đến trang web được xác định bởi các liên kết đó. Hoạt động di chuyển theo các liên kết được gọi là duyệt web. Quá trình này cho phép người sử dụng xem các trang web để lấy thông tin. Đúng không? Thì mình đây là mình thấy là khi mình vào bằng cái chữ này mình thấy có một cái hình bàn tay chính là một cái liên kết. Khi mình bấm vào thì nó sẽ mở một cái trang web khác cho mình xem. Đúng không? Như vậy là khi di chuyển con chuột vào liên kết thì biểu tượng con chuột thường chuyển thành bàn tay như hình dưới đây. Đúng không? Khi mình bấm, khi mình đang ở trong web mình bấm nhảy qua trang web khác. Cứ làm như vậy thì ta gọi là duyệt web. Đúng không? Giờ như mình sẽ có hai phần ghi nhớ là trình duyệt là phần mềm giúp người sử dụng truy cập internet, truy cập các trang web trên internet. Và người sử dụng có thể thao tác mình sẽ có thể theo các liên kết để khai thác thông tin từ các trang web. Khi mình muốn xem nội dung thì mình bấm vào các liên kết thì nó sẽ mở trang web khác cho mình xem. Giờ tiếp theo mình sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi số 1 là em hãy kể tên một số trình duyệt mà em biết. Như vậy là một số trình duyệt mình biết là mình thấy là có hai thường sử dụng, chính là Firefox, Cốc, Google Chrome và Safari. Đúng không? Như vậy là câu số 2 là để truy cập một trang web ta cần làm thế nào. Như vậy là trước hết mình có thể là nhấp đích vào biểu tượng trình duyệt này. Sau đó mình sẽ nhái vào trang địa chỉ của trình duyệt. Mình gõ địa chỉ và mình nhấn Enter là được. Đúng không? Ví dụ mình muốn vào trang web youtube thì mình sẽ gọi youtube.com thì mình enter thì nó sẽ nhảy đến trang YouTube. Đúng không? Như vậy câu số 1 mình sẽ trả lời một số trình duyệt không dùng. Đúng không? Và mình sẽ câu số 2 thì mình sẽ
Nói về các bước để truy cập Internet. Sử dụng dịch vụ để truy cập Internet nhé. Giờ tiếp theo sẽ là số 3 nhé. Mình sẽ thực hành hay khác thông tin trên trang web. Nhiệm vụ là sử dụng trình duyệt truy cập vào trang bách khoa toàn thư tiếng mở tiếng Việt có địa chỉ là sqi.wikipedia.org để xem và chụp câu thông tin. Khai thác thông tin trên một số trang web thông dụng. Hướng dẫn là các em có thể sử dụng Google được hoặc là sử dụng cao cấp gì cũng được nha. Truy cập trang web thì mình sẽ nhấn chuột vào biểu tượng trình duyệt. Mình sẽ nhập địa chỉ trên trang web vào ô địa chỉ và mình sẽ nhấn Enter. Lúc này thì trang bách khoa toàn thư mở tiếng Việt sẽ hiển thị như hình 3.2. Giờ ở đây mình thấy là đây là địa chỉ của trang web. Đây là tên và biểu tượng của trang. Đây là biểu tượng của Wikipedia. Đúng này. Đây là mình ô tìm kiếm. Mình có thể nhập vào. Giờ hình 3.2 chính là bách khoa toàn thư mở tiếng Việt nha. Đây là một bách khoa toàn thư mở, có nghĩa là mọi người sẽ đóng góp vào để tạo thành cái trang này. Đúng không? Bạn chính là tác giả của Wikipedia. Mọi người có thể để có thể biên tập bài ngay lập tức. Chỉ cần nhớ về quy tắc có sẵn rất nhiều trang trợ giúp như là tạo bài, sửa bài và tải ảnh. Bạn cũng đừng ngại đặt câu hỏi, hiện chúng tôi là có rất nhiều bài viết và có rất nhiều hình viên trên Wikipedia. Giờ tiếp theo mình sẽ có thể khai thác xem thông tin thời tiết và thời sự. Thì mình có thể vào trang web khí tượng cha vn khí tượng việt nam .gov.vn nhấn enter. Thì lúc này mình sẽ có mở một cái trang chính là tổng cục khí tượng thủy văn, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Đúng không? Thì ở trên cái trang trình duyệt web thì mình thấy là có các nút biểu tượng này, mũi tên này chính là quay về trang trước. Này là đến trang tiếp theo, này là về trang chủ, đúng không? Còn cái nút này chính là đánh dấu trang, gọi là bookmark, để lưu địa chỉ trang web lại. Giờ tiếp theo là mình có thể vào trang VTV để xem chương trình phát sóng, đúng không? Hoặc là xem những video trên đây. Như mình sẽ nhập là vtvgo.vn và nhấn Enter. Thì lúc này mình sẽ được trang web như thế này. Và mình có thể nhấn chuột vào đây để xem bản tin thời sự hoặc xem phim truyện gì đó. Đúng không? Như vậy là với Internet mình sẽ khai thác rất nhiều thông tin. Đúng không? Lưu ý là em có thể lưu địa chỉ trang web vào thanh đánh dấu bookmark 3 của đây trình duyệt để truy cập lại khi cần. Đúng không? Lúc nãy khi mình bấm nút save thì nó sẽ lưu trên đây. Và khi mình muốn xem lại bấm vô. Đúng không? Giờ tiếp theo là mình sẽ qua tiếp phần liên tập. Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào? Giờ mình sẽ chọn đáp án đúng nha. Đáp án A là tương tự như thông tin trong cuốn sách. Đáp án B là hành từng dân bản giờ giờ. Đáp án C là hành các trang siêu dân bản kết nối với nhau bởi các siêu liên kết. Và đáp án D là một cách tùy ý. Như mình thấy là thông tin trên Internet được tổ chức là dạng dân bản, siêu dân bản kết nối với nhau bởi các siêu liên kết. Hyperlink. Như vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án C nha. Giờ tiếp theo là câu số 2. Em hãy ghép mọi nội dung ở cục A với một nội dung ở phù hợp ở cục B. Giờ bây giờ mình sẽ xem cục A và cục B có gì phù hợp với nhau hay không. Chứ hết là số 1 chứ nha. Mình sẽ nói với câu nào bên đây. Như vậy là câu số 1 website là tập hợp. Như mình nhớ là website chính là tập hợp các trang web liên quan được truy cập không qua một địa chỉ. Nhưng mình sẽ nói số 1 của câu C. Đúng rồi. Tiếp theo là số 2. Khi việc web muốn chuyển đến một nội dung hoặc một trang web khác thì ta sẽ nháy chuột vào liên kết. Đúng rồi. Như mình sẽ chọn câu D chính là liên kết chọn đến đó. Như là 2D. Đúng rồi. Tiếp theo là câu số 3. Để truy cập các trang web ta cần thì mình sẽ sử dụng trình duyệt web để mà truy cập đó. Như số 3 mình sẽ nói với là câu E. Và câu số 4 là 3W là hệ thống các
Website trên Internet chính là World Wide Web. Giờ số 4 là copy. Đúng nè. Giờ như là mình xong phần luyện tập, mình sẽ qua tiếp phần vận dụng. Giờ có vận dụng. Người ta hỏi là có điểm gì khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trên cuốn sách và cách tổ chức của thông tin trên Internet. Thì mình thấy là trong sách thì thông tin được tổ chức tuần tự theo chủ đề hoặc là theo chương bài phần, nội dung từng phần. Thế người dùng cần tìm kiếm thông tin thì phải theo tuần tự, xem nội dung đó thuộc bài nào, chương nào ở trang nào trong sách, đó là các tổ chức tuyến tính. Còn trong 3W thì thông tin tổ chức dưới dạng siêu dân bản, đúng không? Người sử dụng có thể dễ dàng truy cập vào để xem nội dung của các trang web trên khi máy tính được kết nối với Internet. Cái liên kết giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển đến một trang web khác cụ thể, đúng không? Có liên quan đến nội dung càng quan tâm mà không theo tuần tự, đó là các tổ chức phi tuyến tính. Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi sau. Giờ mình xong câu số 1, mình sẽ bắt tiếp câu số 2 nhé. Giờ tiếp theo là câu số 2 là hãy sử dụng trình duyệt web để truy cập vào trang web có địa chỉ là khoahocgio.tienphong.vn và vtv7.vtv.vn để xem thông tin trên các trang web như là tên, biểu tượng và các mục chính và theo các liên kết chọn đến trang web khác. Lưu địa chỉ các trang web em khớp vào khanh đánh dấu nhé. Giờ như vậy là bị sử dụng trên giấy thì mình quá dành rồi, nên thầy sẽ giải thích luôn nha. Thầy sẽ giải luôn, đúng không? Việc sử dụng Internet là mình quá dành, đúng không? Như vậy là để truy cập được Internet, mình sẽ nháy chấp chuột vào biểu tượng trình duyệt web. Mình có thể sử dụng Chrome và cốc cốc cũng được, đúng không? Sau đó mình sẽ gõ địa chỉ vào. Giờ nhấn Enter. Giờ mình sẽ làm thao tác tương tự với VTV7, đúng không? Sau đó mình sẽ nhấn chuột vào cái liên kết để chọn đến các trang web khác. Để lưu địa chỉ của các trang web em khách thì sau khi vào trang web thì mình sẽ nhấn vào biểu tượng dấu sao, đúng không? Bên phải phía trên màn hình để mở bookmark bar và bấm đông để lưu địa chỉ trang web. Và khi muốn truy cập lại thì mình sẽ nhấn chuột vào tên trang web đó trên hình đánh dấu là được. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy dị dạng dị hiệu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thì chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.